Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa về việc một số cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuyên Hóa dùng xe công để vận chuyển gỗ hương giáng trái phép, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Trong khuôn khổ phóng sự sau, chúng tôi sẽ làm rõ thêm về thực hư của vụ việc này. Thời gian qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhất là vùng đệm của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và huyện Tuyên Hóa, xuất hiện tình trạng người dân tập trung vào rừng để khai thác, mua bán vận chuyển trái pháp luật loài cây hương giáng. Việc khai thác rầm rộ đã gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng, đe dọa đa dạng sinh học, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan đã có nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển gỗ hương giáng. Tuy nhiên, trong những ngày này, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang rộ lên tình trạng buôn bán gỗ hương giáng, nhất là việc cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng huyện dùng xe công để vận chuyển gốc cây hương giáng, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân. Đây là hình ảnh mà người dân đã cung cấp cho chúng tôi về việc cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuyên Hóa đã bốc gỗ cầm lên xe ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Ngày 27, lúc khoảng 10 giờ, tôi hạt kiểm lâm Tuyên Hóa nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân điện báo, thì là hạt đã tổ chức lực lượng để là bắt giữ cái phương tiện vận chuyển cái gốc rễ hương giáng này. Nhưng do cái người dân điện muộn ý, cho nên khi chúng tôi về kiểm tra là không phát hiện, và ngay về tại là trụ sở Trung tâm Y tế của là phòng dịch của Tuyên Hóa thì xe là xe không. Sau khi chúng tôi thấy tình hình như thế, chúng tôi tiến hành xác minh tại địa điểm là lấy gỗ hương giáng, thì gia đình cho biết là cái gốc rễ này là có một số người của cơ quan đến là ghé vào đấy. Ngày 28 tháng 3 năm 2017, hạt kiểm lâm Tuyên Hóa đã thành lập đoàn cán bộ về tận cơ sở để xác minh làm rõ vụ việc. Theo đó, việc xe ô tô mang biển kiểm soát 73M00045 bốc gỗ hương giáng lên xe là đúng sự thật. Trong biên bản xác minh, bà Cao Thị Tuyết, trú tại thôn Đồng Giang, xã Đồng Hòa cho biết, ngày 27 tháng 3 năm 2017, các ông ở Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuyên Hóa về làm việc tại trạm y tế xã Đồng Hóa. Sau khi làm việc, có đến uống nước tại quán của bà, và bà đã đồng ý cho đoàn 4 khúc gỗ hương giáng. Sau đó, các cán bộ này đã bóc lên xe của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuyên Hóa để vận chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, ông Trần Giang Nam và ông Nguyễn Tuấn Việt, hai cán bộ của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuyên Hóa, người được cho là chủ sở hữu của 4 gốc gỗ hương giáng, phân trần. Cùng một số anh em ra uống nước đi quán á, thì uống nước xong thì tôi đi vòng xung quanh thôi, thì thấy mấy cái gốc rễ loài ní loài chí, gốc rễ chí là đẹp đẹp, cho tao lên tao làm vào đúng nhà long cảnh. Thì sau đó chủ quán là chó vì có đi xe cơ quan này, thì tôi bỏ lên xe cơ quan. Qua trao đổi với chúng tôi, ông Cao Sĩ Phường, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng, cũng khẳng định rằng đó là gỗ của người dân cho cán bộ của trung tâm. Anh em họ bỏ gỗ lên xe, thì lúc đó tôi với anh Thanh là không biết, đang làm việc trong trạm y tế. Khi đi ra đó thì chúng tôi thấy trên xe thì chúng tôi đã có bảo là cho bóc xuống, không cho chữ. Vậy ông Phường giải thích như thế nào về những hình ảnh và hành động này? Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì sự việc không phải như ông Phường đã nói. Nhiều người dân chứng kiến cho biết đã có sự mua bán trao đổi số gỗ trên. Hôm đó lên đó thì thấy cái chiếc xe biển xanh là dừng lại trước cái quán đó, quán của ông Tuyết Động, là cành năm cành với trầm xá của xã. Thì tôi vô thì nghe trong đó là họ đó ngả giá, trả thì cái mấy triệu là coi hai bên là ngả giá với nhau. Sau đó là tiếp tục là cái anh phó giám đốc á, mình nói với anh giám đốc này là trả tiền cho họ. Thế xong anh giám đốc là cầm tiền trả cho cái cố đó. Sau khi có sự vào cuộc của hạt kiểm lâm Tuyên Hóa, các cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuyên Hóa đã giao nộp lại sổ gỗ được cho là tang vật của vụ việc. Về việc dùng xe công để vận chuyển lâm sản trái phép, ông Phường cho rằng đây chỉ là sơ suất
Khi hỏi về thực hiện quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chức trách nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, thì ông rất lúng túng. Khi hỏi về các quy định về sử dụng xe công, dùng xe công để vận chuyển lâm sản trái phép, thì ông giám đốc trả lời rất quanh co, cho đó là do sơ suất. Chúng tôi cũng sơ suất cái chỗ đó thì cũng nghĩ đơn giản là nói anh em họ gửi nhà cái quen thì tôi để cho. Các đồng chí có biết không là cái việc là khai thác gỗ Hương Giảng này là vi phạm pháp luật? Việc này thì tôi cũng không nắm rõ lắm, thì cũng nghe họ nói là cái gỗ này là cũng gỗ gốc rễ, rồi cũng gỗ là gỗ tạp nên họ để họ làm trang trí rồi thôi, chứ tôi chưa nắm được là cái gỗ này là gỗ bị nghiêm cấm của gỗ quý hiếm. Xin được nhắc lại rằng mới đây, ngày 11 tháng 1 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 228 CVTU về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý xe ô tô công, trong đó nêu rõ tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô công để phục vụ lợi ích cá nhân. Trước đó, ngày 18 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có chỉ thị số 23 CTUBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nội dung các công văn chỉ thị này đã được quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên. Chẳng lẽ ông Phường không hay biết? Dư luận đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương huyện Tuyên Hóa và Sở Y tế Quảng Bình cần làm rõ hành vi sai phạm này. Việc đó thì theo pháp luật làm thế, kể cả xe công đúng rồi, từ cô lâu mới từ người đến kỳ người cười cũng mặc chứ đâu có rõ ràng chứ. Những cái cán bộ mà lãnh đạo mà nhúng tay vào làm ba chuyện đi thì phải là nghiêm trị rõ ràng đấy. Thì để là người khác là học là lấy cái gương đó để mà sửa chữa. Còn là cũng thì là thả dũng tha được ba cái trường hợp này. Một thực tế đáng buồn là thời gian gần đây, do người dân vào rừng khai thác gỗ Hương Giảng nhiều nên đàn vọc gãy trắng đang cư ngụ tại khu vực núi Đá Vôi thuộc địa phận xã Thạch Hóa và Đông Hóa cũng ít xuất hiện hơn. Để bảo vệ loài linh trưởng quỷ hiểm này, nhiều người dân đã tự nguyện tham gia bảo vệ. Việc họ đang ngày đêm đổ mồ hôi, công sức và thậm chí cả máu để bảo vệ loài động vật quý hiếm mà không đòi hỏi kinh phí là điều đáng trân trọng. Thế nhưng, cũng chính tại đây, nhiều người dân, mà nhất là những người có trình độ học vấn cao, lại vì thú chơi của mình mà cố tình tiếp tay phá rừng, thu hẹp dần môi trường sống của loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng này. Quả là một điều khó có thể chấp nhận được. Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Đại Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa cho rằng thì những cái điểm cả cái lân, cả núi đá mà gần xã quản lý, ví dụ đấy có một số điểm đấy, thì cái này không dám khai thác, khai thác là phạt tiền ngay, khai thác được. Mà đấy theo tôi mới số cái số mà khai thác về để buôn bán đấy hoặc là có chó bái hoặc buôn bán gì đó biết. Số khai thác về trên địa bàn đó là nằm ở cái núi từ Thuận Hóa, cuối Đông Hóa lên Thuận Hóa, nơi xa trung tâm. Nói thế này nên là cái số lượng trung dân nó nhiều. Nói là vậy, nhưng những hình ảnh mà người dân cung cấp cho chúng tôi ngược lại hoàn toàn với những gì mà ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa vừa nêu. Người người, nhà nhà đi khai thác cất giấu gỗ Hương Giảng là sự thật. Đồng ý là cả cấp các ngành ở Tuyên Hòa đã vào cuộc, tổ chức tuyên truyền. Nhưng làm đến đâu, tuyên truyền như thế nào và hiệu quả ra sao thì không khó tìm câu trả lời từ thực trạng tại đây. Mong rằng các cấp các ngành hữu quan cần sớm làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh sai phạm, nhằm hạn chế tối đa những dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.